Sáng nay tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai mạc tuần lễ nhãn lồng và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 8 giờ 30 phút mới diễn ra lễ khai mạc tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên. Song ngay từ đầu giờ sáng đã có nhiều du khách là người dân thủ đô tới tham quan, lựa chọn và mua sản phẩm. Đây là mua long nhãn về này. Đấy, long nhãn rồi là nhãn ở đây là ngọt đậm sâu này. Dắp vỏ này và cái cùi nó rất là giòn. Và khi ăn xong vẫn còn cái hương vị thơm trong mồm. Nhãn Hưng Yên là ngon nhất. Nhà tôi truyền thống là ăn mấy chục năm từ bé đến lớn. Giờ thì vẫn cứ tìm nhãn Hưng Yên để ăn. Cái hội chợ triển lãm của các đặc sản vùng miền ấy. Thì có cái nhãn Hưng Yên này thì ngày xưa đã ăn rồi. Cùi nó dày, hột nó nhỏ. Mà nó giòn, nó ngon. Được nước, được cùi. Tại phiên chợ có 15 gian trưng bày đa dạng các sản phẩm nông sản của 14 hợp tác xã doanh nghiệp, nhà vườn. Trong đó, sản phẩm được quảng bá và trưng bày nhiều nhất là nhãn quả tươi bao gồm hương chi, đường phèn, T2, T5, T6. Ví dụ như ở nhà mà bán được một tạ thì ra đây có thể bán vài tấn. Cái tiêu thụ thì rất là nhiều ạ. Hội chợ cái sức tiêu thụ nó rất là mạnh, bà con rất tin tưởng, mua rất đông và cũng được giá. Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ nhãn năm 2023, sản lượng giảm hơn so với các năm trước, ước tính toàn tỉnh thu 42.000 tấn nhãn quả tươi, tập trung nhiều tại thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Tiên Lữ. Nét đặc biệt của vụ nhãn năm 2023 là các nhà vườn đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc chăm sóc nhãn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn ngọt, khô cùi, mùi thơm đặc trưng, quả đều, sáng, đẹp. Nhờ đó, nhãn Hưng Yên không chỉ được người tiêu dùng ưa chuộng, thâm nhập được vào các chuỗi phân phối trong nước mà còn xuất khẩu. Sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên thì có cái thương hiệu rất là lâu đời rồi và nó đi vào cái tiềm thức của người dân Hà Nội, nó đi vào cái tiềm thức của người dân Việt Nam. Do đó là khi mà nói đến cái sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên và đặc biệt lại được cái sự kết nối qua các cái sở công thương với nhau để đưa về cái thị trường Hà Nội thì người dân hoàn toàn yên tâm để tiêu dùng. Ở ngoài thị trường mới là thị trường Nhật Bản ra thì chúng tôi vẫn hướng tới cái thị trường truyền thống, xuất khẩu sang Trung Quốc, bên cạnh đấy là sang Australia, và nhãn Hưng Yên năm nay cũng đã một phần đã sang được thị trường Thái Lan. Và cùng với sự kiện này thì ngày hôm qua chúng tôi cũng đã đưa một số các sản phẩm nhãn lồng đồng hành cùng với các suất ăn của Vietnam Airlines và Bamboo trên các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế. Với mong muốn đưa thương hiệu nông sản vươn xa và tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của Hưng Yên, phiên chợ năm nay còn có các gian trưng bày các sản phẩm đã qua chế biến, có mẫu mã đẹp, chất lượng đã được tuyển chọn như long nhãn ôm sen, bọt ong hoa nhãn, các loại trà thảo mộc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên năm nay có giảm hơn so với mọi năm, tuy nhiên do được chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ nên chất lượng có phần vượt trội. Điển hình như tại tuần lễ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2023 diễn ra tại Hà Nội sáng nay, các nhà vườn và hợp tác xã đang bán với giá nhãn từ 30 đến 100.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này đang tăng hơn so với năm ngoái từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg.